Chưa, xin chào anh chị và các bạn nhé. Hôm nay chị sẽ quay và giới thiệu cho anh chị một chiếc Hyundai Tucson 2021 mới vừa về luôn. Đó, xe chưa có kịp dọn dẹp gì luôn, sẵn tiện chị thấy cái bề ngoài của xe nó còn đẹp á, nên quay và giới thiệu trước cho anh chị coi nha. Thì anh chị nào đang quan tâm dòng xe 5 chỗ gầm cao mà nhiều công nghệ thì ghé chỗ chị coi thử xe này. Nè, xe thì trang bị dường như là full công nghệ luôn. Camera 360. Cảm biến phía trước nè. Đèn chiếu sáng full LED. Và có nè, radar đo khoảng cách luôn anh chị. Đó. Đây, cảnh báo điểm mù luôn nè. Có cảnh báo điểm mù nè, cam 360 nè. Nghe không? Đi vào trong nội thất nè. Ghế chính điện nè. Đó. Đây. À, màn hình giải trí nè. Công nghệ âm thanh của Bow. Nghe nhạc cực kỳ hay luôn. À, đây, xe còn rất đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Đây nè, có thắng tay điện tử tự động giữ thắng nè. Làm mát ghế nè, chìa khóa thông minh nè. Ga tự động thông minh luôn. Hỗ trợ giữ làn, đo khoảng cách luôn. Odo của xe là 28.000 cây chuẩn. Đó. Đây là Hyundai Tucson 2021 full mới. Ghế da sẵn luôn anh chị. Xe đẹp lắm. Được cái 5 chỗ gầm cao anh chị. Xe này chạy nó rất là đã luôn, nó cực kỳ đã luôn. Ở đây có hai cái cổng sạc dành cho điện thoại nữa. Đó. Tucson 2021 anh chị nha. Bản máy xăng 2.0, bản đặc biệt á. 28.000 cây à. Nè, vỏ xe này rất là dày luôn. Đó. Đây, mới về chưa có đánh bóng. Nhìn nó hơi cũ cũ thôi. Quay xong cái clip này tiến hành vệ sinh toàn cái xe lại, cái là đẹp đẽ cho anh chị có xe đi Tết luôn. Đó, cấp điện luôn. Cái góc đồ với nó là siêu rộng luôn. Đó. Cực kỳ rộng luôn. Đây nè, ốc nè. Đây, ốc cốp nè. Thì tất cả các chi tiết về xe chẳng hạn như là tai nạn, ngập nước, máy móc thì chịu đảm bảo hết cho anh chị là xe không nha anh chị nha. Cam kết giấy tờ văn bản đàng hoàng là xe không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên zin. Anh chị có cái mình xe nó còn đẹp quá trời đẹp luôn. Có gân cạnh này còn nguyên zin nguyên bản hết. Xe đẹp lắm anh chị. Được cái 5 chỗ nó gầm cao nữa. Mà máy xăng này đi nó im. Anh chị nào mà chạy gia đình thì nên lấy mấy chiếc Tucson mà máy xăng anh chị. À, và được cái nó thiết kế nó sang trọng, đẳng cấp. Này, có cân bằng điện tử, mở cấp điện luôn. Nè, Odo là chuẩn luôn nha, 28.000 cây, cam kết bao chết hàng thoải mái luôn. Đó, nút bấm nè, rất là hiện đại luôn. Cái nút bấm nè, cực kỳ hiện đại luôn, màn hình giải trí luôn. À, rất đẹp nha. Hyundai Tucson 2021. Thì xe này chiều bán là 810 triệu còn thương lượng. Thì anh chị nào mà có quan tâm thì đến coi thì chị bớt cho anh chị nha. Đây là ghế chính điện luôn nè, sản xuất là 2021 anh chị. Đây. Đó, 2021 nha. Vỏ xe còn cực kỳ dày luôn. Nè, mấy cái cản nó còn khít luôn nè. Chiếc xe này còn đẹp anh chị nha. 810 triệu, động cơ xăng 2.0. Đó, và đây là cái phần động cơ của xe nè. Đó, máy móc là mới tinh luôn chị ha. Máy là chưa có vệ sinh nữa nha. Đó, chị coi nè. Chưa có vệ sinh mà máy đã mới như vậy rồi nè. Là chứng tỏ khách hàng này người ta đi người ta cũng kỹ lắm á chị. À, đây nè. Đó. Kêu chị mọi thứ đảm bảo hết trên chị luôn. À, đây nè. Đảm bảo hết nha. Rồi, đây là Hyundai Tucson 2021. Bản máy xăng 2.0. Bản đặc biệt có camera 360 đầy đủ luôn. Hỗ trợ dưới làn đo khoảng cách đầy đủ. Chạy 28.000 cây. Xe này chịu bán giá là 810 triệu còn thương lượng nha. Anh chị đến coi xe đi rồi chị bớt thêm cho.